À, cái ngày này nhầm gì bỏ sai nhầm bị step thêm nhầm phong phong cũng mấy nhớ thầy nhầm bỏ xe thà rừng tru ấy kì rồi là bong bong đại quạt bàn mà dây nữa thị trấn quạt khơi mà nữ bỏ liệu bộ bẹ bỏ ra nữa miệt thống thôi là các bạn nhầm hay rõ bê đại anh nhầm thoát nhưng mà là thà rừ rừ à thật chạy thật chạy hay và tốt nhất bất chất thì cho nên tại mình nói là chạy lý liệt thằng thằng chú anh này anh bê bong bong còn mò này dây còn phải là ồ, ồ nè, mình một đường miệt thống đi bẹo vào rán, chô cái bài này hay nhóm giấc ồ, nhóm có bèo làm bàn bằng này hay bị khá những khó đó, dường ở bàn xong kì ở bàn ấy nhá camera ấy nhá, như nó ra khó đi, khó nó rồi, ấy thôi à, thật tỏ bê dường xong có thể hay và những khó tức luôn ồ nhá hay chỉ trong đó trong gì thà bà dường mình chứa xong không còn mạnh, ok. ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្លាប់តែតាមដានស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធវិទ្យុតាំងពីចំណាំមិនតាន់មានFacebook នៅឡើយពេលនេះបានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងរូបពិតសម្លេងពិតនៃម្ចាស់កម្មវិធីដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្លាប់តែស្ដាប់សម្លេងតាមវិទ្យុគឺលោកសែនចំណោដែលកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយទូទាំងប្រទេសប្រាំខេត្តក្រុងដែលធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវរន្ធត់យ៉ាងពិតប្រាកដ មកកាន់ស្ទីឌីយោដៃមិនមីឌៀដើម្បីធ្វើការនិទានឲ្យស្ដាប់តតាមដងដែលនឹងផ្សាយជូនទេសនាសម្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 9:00 នាទីយប់ដូច្នេះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយមានបំណងចង់ចែករំលែកនូវរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់ដែលធ្លាប់ជួបដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់សូមឆាតមកកាន់ផេកយើងខ្ញុំឬក៏ខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយនេះ